mừng khai trương Mỹ viện quốc tế Asia Beauty, chuỗi thẩm mỹ lớn mang tầm đẳng cấp quốc tế. Với trang thiết bị và công nghệ chuyên biệt dành cho làm đẹp hiện đại bậc nhất hiện nay của Hàn Quốc và Mỹ dành cho điều trị da. Asia Beauty điều trị với phác đồ riêng biệt với từng tình trạng bệnh lý của khách hàng và đã được chứng minh hiệu quả 99% trong thực tế. Nhân viên Asia Beauty được đào tạo và huấn luyện theo quy chuẩn quốc tế với phong cách đào tạo chuyên nghiệp. Duy nhất chỉ có Asia Beauty có quy chuẩn đào tạo nhân viên khắt khe nhất Việt Nam trong lĩnh vực làm đẹp. Asia Beauty có kinh nghiệm chuyên sâu về điều trị các bệnh lý về da với các chuyên gia đầu ngành về nám, tàn nhang, mụn, phun xăm thẩm mỹ, đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên sâu và am hiểu bệnh lý khách hàng. Asia Beauty được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp bởi các chuyên gia, đối tác hàng đầu trong ngành làm đẹp của Hàn Quốc và Mỹ. Asia Beauty sẽ mang tới cho khách hàng dịch vụ chuẩn mực quốc tế, tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay. Khách hàng được soi da miễn phí và được tư vấn tận tình từ các chuyên gia thẩm mỹ. Có cơ hội nhận được 100 phần quà từ các hãng thời trang nổi tiếng như H&M, Zara, Zuno. Đặc biệt, cơ hội duy nhất dành cho khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm trúng thưởng sẽ sở hữu phần quà là một chiếc xe máy Honda Vision. Hãy nhanh tay đặt lịch và đăng ký để được tận hưởng những dịch vụ 5 sao chưa từng có qua số hotline 0901 991 968, fanpage Mỹ viện quốc tế Asia hoặc website asiaspa.vn. Asia Beauty, chuyên gia hồi phục sắc đẹp.